Trạm cứu hộ trái tim, bà Lan phát hiện ra cốc nước của Nghĩa có chất độc. Từ xa xưa, chiêu trò chơi bỏ độc vào thức ăn để hạ độc thủ rất phổ biến trong thời vua chúa. Chính vì thế mà ngày xưa mỗi khi vua ăn, vua uống đều có một chiếc thìa bạc để thử thức ăn, nước uống. Và đến nay thì sự phát triển của xã hội, khoa học, y học đã có thể điều tra ra ngay hung thủ nên ít người dùng tới. Tuy chỉ có Nghĩa một tên máu lạnh vì mối hận thù của quá khứ mà che mở đi lý trí, hắn đã lợi dụng lòng tin mà tàn độc ra tay. Không chỉ bỏ chất vô sinh vào cốc sữa hạt cho Hà uống, mà ngay khi đi gặp ông trưởng, hắn đã giành lấy cốc nước của cô nhân viên, rồi sau đó tiếp tục ra tay bỏ thứ thuốc khiến cho ông trưởng khi uống vào cơn đau tim lại càng thêm nguy kịch và đột quỵ. Tại sao hắn lại dám ra tay như vậy? Hắn biết rằng việc này nếu như công an vào cuộc chắc chắn sẽ bị bại lộ. Hắn làm như vậy bởi hắn có niềm tin mọi thứ hắn đều có thể nắm trong tay. Lý do ông trưởng sắp bị công an bắt vì tội đưa hối lộ thì việc ông ta tự tìm đến cái chết cũng là một lý do hợp lý. Nhưng lý do lý trấu chỉ để dành cho người nhẹ dạ cả tin, lương thiện như Hà mà thôi. Còn với bà Lan, một bà lão sành đời và đa nghi như Tào Tháo thì không gì có thể qua mắt bà được. Khi tới, thấy ông trưởng nằm thoi thóp bằng máy thở trên giường bệnh, bà rất đau đớn. Bao nhiêu năm qua, bà hằn nọc cay đắng với ông cũng chỉ bởi bà quá yêu ông. Nhưng thực tâm, trong lòng bà luôn đau đớn nỗi lo cho con và ông. Bà Lan cầm lấy tay ông trưởng đầy đau đớn nghẹn ngào. Anh trưởng, tỉnh lại đi. Đứng phía sau, Hà rơm rớm nước mắt, còn Nghĩa ánh mắt đầy đắc thắng. Bác sĩ bước vào để tiêm thuốc, bà Lan chạy tới. Bác sĩ, chồng tôi bị sao vậy? Kết quả xét nghiệm cho thấy trong nước bọt của ông có chất độc khiến cho cơn suy tim trở nặng. Chất độc? Sao lại có thể vậy được? Bà Lan thắc mắc. Ông ấy rất yêu cái Hà. Công ty Lan Hà là tâm huyết cả đời ông ấy. Không thể nào ông ấy dại dột như vậy được. Chất độc à? Nghĩa giả vờ ngạc nhiên. Hay là bố biết vì mình sẽ bị án nên đã nghỉ quẩn như vậy? Anh im đi. Ông ấy không phải là trẻ con để bồng bột như vậy. Bà Lan trừng mắt nhìn Nghĩa khiến hắn bối rối, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Chính hành động mất tự nhiên của hắn đã lọt vào mắt của bà. Vốn dĩ từ trước tới nay bà đã không bao giờ tin Nghĩa, giờ nhìn hắn lại bối rối như vậy khiến cho bà tin rằng chắc chắn có ẩn khúc gì phía sau. Mẹ, mấy hôm nay anh Nghĩa cũng đã mệt rồi, vừa lo chạy án cho bố vừa lo chuyện công ty. Ngân Hà lên tiếng bênh vực. Còn cô nữa, cô vẫn cứ tin đi, rồi một ngày sẽ hối không kịp đấy con ạ. Hà im lặng, cả hai dắt tay nhau đi ra ngoài. Ngay lập tức bà Lan đã gọi điện đến công ty. Liêm đã bị bắt nhưng bà vẫn còn một tay chân nữa, đó chính là cô gái thường xuyên bưng nước cho ông trưởng. Hôm qua cháu mang nước gì cho ông trưởng uống? Dạ, cháu chỉ mang nước trà mà cô gửi cho cháu pha cho sếp uống mỗi ngày thôi ạ. Thế tại sao bác sĩ bảo là có độc? Có độc à? Cháu không biết, cháu không làm đâu ạ. Không cháu thì là ai? Cả công ty cô chỉ giao cho mỗi cháu pha nước cho ông ấy. Dạ, sáng hôm qua lúc cháu mang vào thì anh Nghĩa bảo có việc gặp nên cháu đã đưa cốc nước cho ông, cho anh Nghĩa ạ. Cái gì? Thằng Nghĩa mang vào à? Bà Lan đứng người dậy. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chuyện này phải giữ im lặng, tránh đứt dây động rừng. Bà tắt máy rồi trầm ngâm.